Rồi chào anh em nha, hôm nay là tối 20 tháng 7 năm 2021. Tối nay mình mới về thêm đường cục máy custom 100, trả xe kho nội địa Nhật về. Tình trạng máy là zin đẹp, sơn xi zin toàn bộ. Thì máy này mình kiểm tra thì thấy nó có bị rớt đầu rồi nha anh em. Rớt đầu nhưng mình bao đồ zin cho anh em, máy bao nổ. Đầu nồi chưa rớt, cũng giữa chưa trẻ ha. Thì máy này mình bán, cái máy này thì nó bị cái rớt đầu rồi. Thì mình bán cho anh em với giá là 6,3 triệu nha. Máy còn rất là đẹp luôn. Đây, đây là cái nắp lửa sơn zin. Đó, cuộn đèn cuộn lửa nguyên zin chưa đụng chạm. Cốt nhôm tải nha anh em, cốt nhôm tải cực đẹp luôn. Vô lăng lửa đẹp keng. Đẹp nha. Máy này mình kiểm tra thì mình thấy đầu nó có dấu mỡ rồi thì mình báo là đã rớt đầu ha. Còn cái chỗ mấy con ốc này thì nó còn đây, cái ốc chân lòng chưa, mình thấy rất là đẹp. Thì nói chung mình bán mình báo là cái máy này bị rớt đầu, nhưng mà còn bao nổ cho anh em. Máy này đã test nổ bển rồi. Máy này có mã đầu là M17 nha. Ngày 20 tháng 7 năm 2021. Đó, khuôn cục máy như vậy, sơn xi zin toàn bộ, máy cấp 100. Nó đi Nhật. Giá mình bán cục này là 6,3 triệu nha. Bán bao zin, không lay đồ, bao nổ cho anh em ha. Bao máy còn nổ nha. Đó. Rồi hôm nay anh em nào mà hỏi về cái máy custom 100 nội địa Nhật này thì alo em nha. Mới giờ được cục đẹp, đẹp, giá mềm cho anh em. 6,3 triệu cho cục máy này. Anh em nào cần cái alo em, mua số điện thoại là 0933 996332 ha. Gặp Quốc Thắng.